những cử chỉ đáng ngờ, những hành vi mập mờ để che giấu một tội lỗi kinh hoàng, hay tận cùng là một câu chuyện đầy tình nhân ái. Tai họa sắp tới rồi đấy nghe chưa? Kịch tính, bất ngờ, giao cảm xúc, hồ sơ trinh thám. Nợ nần đã đáo hạn cả tháng này. Cái số tiền 20 tỷ đó, ông định khi nào thanh toán cho tôi đây? Nè, tôi nhắc cho ông nhớ, trước khi làm nghề kinh doanh bất động sản á, thì tôi đã từng là một tay chơi tem có tiếng rồi đó. Và trong tay tôi vẫn còn đang nắm giữ một con tem trị giá triệu đô đó. Triệu đô? Triệu đô? Mày là chủ tôi nữa. Bữa nay là cái ngày gì đó, nhớ kìa chưa? Phải làm sao mà nó thật là sôi động, thật là hoành tráng lên nghe chưa? Thì người ta chuẩn bị hết rồi. 2 tháng lương của tôi. Thì xong vụ này đi, tôi trả mày 2 tháng lương, tôi trả thêm 1 tháng. Nếu như mày làm ngày vui hôm nay trọn vẹn hơn. Nhớ đó. Tỉnh 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 không tỉnh. Phá sản mà làm nhiều tiền lắm. Anh Phúc, anh làm hết hồn à? Anh chứ không phải là ma đâu. Ông chủ á, kêu tôi ra đón bà chủ về nè. Rồi đi về đi. Sập sàn chứng khoán. Thôi đi, mày ồn quá. Mày biến giùm tao đi. Trời, nè. Mày bớt quằn quại giùm tao coi. Nè. Tao có ý kiến gì hay lắm. Mày ra ngoài mày kêu cái người mới vừa ca vô cho tao. Ý tưởng hay đây. Dạ, em chào anh. Trời đất ơi, tao kêu mày kêu người mới vừa ca vô, mày đi kêu cái ông này vô làm cái gì vậy? Ông nào? Tụi cái mặt người ta kêu ông nào? Thì cô. Nói chuyện như tạt nước mặt người ta vậy đó nha chưa? Cô gì? Em. Thử em tên gì giới thiệu đại đi. Báo vậy phải được không? Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Thúy, họ Phù. Nhưng mà tên em hướng quá cho nên em đổi lại nghệ sĩ là Kiều Trang. Bữa nay sinh nhật của vợ tôi, bây giờ em tính làm tiết mục gì cho nó vui? Gì vậy? Ông chủ, con phát hiện thằng này nè. Nó đứng ngoài cổng á. Mà nó còn chụp hình lén ông chủ nữa đó. Dạ xin lỗi mọi người, tôi không có ý đâu. Tôi là phóng viên mà. Trời ơi, phóng viên gì lén lúc vậy? Tôi đến là phòng giáo ông Tâm á. Họ không tin tôi có cạc visit nè. Mời cậu vô ngồi. Mời cậu. Đẹp từng cọng râu luôn trời. Ủa? Rồi bà mày đâu? Dạ bà đang mua trà sữa không?
chết, mà bà cũng sắp về đó không? Ừ, vậy hả? Dạ. Như à, đi vô chuẩn bị bánh sinh nhật đi. Như, vô chuẩn bị bánh sinh nhật, có nghe không? Còn cậu, tới hôm nay là sinh nhật của vợ tôi, mời cậu ở chơi rồi có lát có gì phỏng vấn sau, ha? Dạ, cảm ơn ông. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Qua đây. Wow. Vô duyên con nhỏ, vô duyên. Wow, hạnh phúc quá à. Trời ơi, đẹp quá. Đây, hôn đi. Hôn đi, hôn đi. Bây giờ về nè. Đi trước. Rồi, người đẹp này vô. Rồi, vô. Ôi, em cũng được thấu hả? Rồi, đẹp. Cầm giùm em cái đơn, em vô. Rồi, đây. Bịt mắt rồi á. À. Rồi, đó. Đó. Chưa, từ từ. Cái này cái gì vậy? Ông hút rồi, ông thâu lửa vậy? Ông hút. Đâu em thâu gì sợ. Rồi, vậy thổi nha. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Thổi. Nghĩ sao đưa người ta thâu thấu bằng cái này vậy trời. Xảy ra vậy? Ủa? Anh Tâm ơi, sợi dây chuyền của em đâu rồi? Tại sao dây chuyền lấy mất? Như vậy là mọi người ở đây đều có khả năng là thủ phạm hết. Tại sao vậy? Hôm nay là ngày vui của vợ tôi mà, tại sao kẻ nào làm như vậy? Bây giờ trong vòng 24 giờ tới, kẻ nào là thủ phạm phải tự giác đưa sợi dây chuyền ra. Còn nếu không, ai rời khỏi khuôn viên nhà tôi, tất nhiên là kẻ đó là thủ phạm. Đúng rồi. Tôi không lấy thì không có lý do gì tôi phải rời khỏi đây hết. Để ông chủ tin tôi á, tối đêm nay tôi sẽ ở lại. Ông còn nợ có 2 tháng lương chưa trả, chui gì con đi. Trời đất ơi, tiếng há quà mi của tôi tự nhiên thanh thản hoài vậy trời. Không cần biết, tất cả các người không được rời khỏi cái nhà này khi chưa có sợi dây chuyền. Tôi nghi ngờ thằng Hoàng trợ lý của tôi đã biển thủ tài chính công ty suốt thời gian qua. Tôi nhờ cậu hãy giúp tôi điều tra những việc làm của nó. Cụ thể là ngày mai cậu hãy đóng giả là nhà báo tới nhà phỏng vấn tôi và tiếp cận nó. Tạm thời thì cậu hãy điều tra về cái sợi dây chuyền của vợ tôi đã bị mất cấp. Vậy ông có nghi ngờ ai là thủ phạm không? Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Nhưng nó chỉ là một sợi dây chuyền, cùng lắm là hơn một lượng vàng, thì tại sao thủ phạm lại có thể liều lĩnh đánh cắp nó bằng cách đánh mê tất cả mọi người được chứ? Nếu như cậu biết rõ bí mật về sợi dây chuyền đó thì tôi dám chắc rằng lòng tham của cậu cũng sẽ nổi lên. Thank you.
đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Phận là thôi được rồi. Trời không ơi, ngờ trong giây phút này mà hai người còn thấy vui vẻ quá ha. Trời, anh nói gì vậy? Ủa mất gì? Tôi không cắp mắt gì tôi phải vậy. Mất gì phải lo. Trời đất ơi, tôi có ăn cắp đâu trời. Ê trai đẹp, trai đẹp. Gõ đi mình đàn gì hát. Rồi, bây giờ chị muốn gõ bài gì nè? Thì bây giờ trai gõ đi, gõ theo nhịp tim em nha. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mang đến như sông rộng trường chưa lên chiều. Cái gì vậy trai? Sao không gõ nữa? Trống lũng hả? Ủa cái gì vậy trai? Trời ơi, cái gì vậy trời? Ê, cái gì vậy nè? Trời đâu ra vậy trời? Đây là thuốc ngủ. Trời ơi, ai uống gì vậy trời? Hung thủ. Ủa? Chính là anh. Trời đất ơi, anh nghĩ sao? Trời ơi, người phụ nữ tay yếu chân mềm con kiến em không dám giết đó anh. Cũng làm những chuyện tày trời với anh. À, biết ông chủ. Khoan. Đi đâu vậy cô bé? Hả? Tính bỏ ra nhân tình của mình hả? Cho mượn bàn tay xinh đẹp nào chị. Đeo nhẫn cầm nữa ha. Chịu đố. Tôi biết anh chính là Bá Phúc chứ không phải Kiều Trang. Đúng, tôi là Bá Phúc. Nhưng những thứ này tôi không hề làm. Người ta vu oan cho tôi. Tôi biết có thể anh bị vu oan, nhưng mà sợi dây chuyền này chỉ là sợi dây chuyền giả thôi. Nhà heo à. Và điều quan trọng bây giờ, hai người phải phối hợp với tôi khi ba ta về một nhà. Khép đôi mi cung. Mình nghiêm túc lại đi. Đừng có dở trò với tôi đó. Đó, tao nói mày đó. Hai người đừng có dở trò với tôi. Trợ lý trung thành của ông Tâm. Tôi biết là cậu đang cố tình phi tang lọ thuốc gây mê dạng lỏng đó. Một lọ thuốc mà đã làm cho chúng tôi phải mê man. Hung thủ không ai khác chính là cậu. Thật sự là tôi không biết. Lúc tôi tỉnh lại á, thì tôi phát hiện cái lọ thuốc này nè, nó nằm trong túi của tôi. Có ai đó đang muốn vu khống cho tôi. Làm sao tôi có thể tin cậu được chứ? Tôi thề là tôi không làm chuyện này. Dán miệng của tao lại. Ồn ào quá rồi đó. Gì vậy? Trời ơi, cậu Hoàng mất tích rồi kìa. Con nói với ông chủ chắc chắn cậu Hoàng là người là hung thủ luôn á. Nói bậy. Cậu Hoàng làm việc cho gia đình mình cả năm nay rồi, không thể nào là cậu Hoàng được. Em nghĩ hẳn là có một hung thủ nào khác. Thôi được rồi, bây giờ mọi chuyện tính sau. Đi tìm cậu Hoàng trước đã. Quả không sai. Đây chính là điểm hẹn bí mật để mà trao đổi liên lạc của đôi nhân tình. À không, phải là đôi gian phu dâm phụ. Bà Mai, vợ của ông chủ. Cậu Hoàng, trợ lý của ông chủ. Bà chủ muốn biết. Theo tôi. Hừ.
Phúc ơi, Phúc, Phúc ơi, đây là sao hả? Nè, mấy người đang định giở trò gì vậy hả? Cậu Hoàng đâu? Mọi chuyện kết thúc rồi, ra đi. Học tập. Anh. Cậu bất ngờ lắm. Coi ra cuối cùng vụ án này cũng là cuộc chiến giữa tôi và ông. Chúng ta cùng lật bài nữa nha. Thưa ông, tôi đã quan sát rất kỹ sau bếp nhà của ông và đã phát hiện ra chất bột màu trắng mà chị Kiều Trang cùng cô Như, cô người ở của ông, thi nhau thổi trong bữa tiệc sinh nhật. Không phải là dạng bột năng, bột gạo hay là bột mì, mà đó chính là dạng thuốc gây mê ở chất bột. Và sau đó, tôi phát hiện ra một ống kim tiêm ở trong sọt rác. Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu Hoàng, bà Mai, cô Như, thậm chí là ông có thể là một trong những kẻ nghiện ngập. Nhưng đến khi tôi phát hiện ra cậu Hoàng đang cố tình phi tang họ thuốc ngủ dạng lỏng, thì tôi mới hiểu ra cách thức mà thủ phạm gây mê tất cả mọi người rất đơn giản. Hắn ta đã dùng bơm kim tiêm bơm thuốc ngủ dạng lỏng đó vào trong bánh kem để mà thuốc ngủ tất cả mọi người. Rồi sau đó đến khi mọi người ngủ say, hắn ta đã dễ dàng có thể lột bỏ sợi dây chuyền cho người bà Mai. Sau đó, bỏ sợi dây chuyền đó cùng với lại thuốc ngủ vào trong thùng trống ca dông để mà du khống cho chị Kiều Trang. Còn lọ thuốc ngủ gây mê dạng lỏng đó, hắn ta đã bỏ vào túi quần của cậu Hoàng để mà du khống cho cậu ta, trợ lý trung thành của ông. Và thủ phạm cuối cùng không ai khác, chính là ông. Tại sao lại như vậy hả? Bà còn mặt mũi nào nhìn tôi sao? Ba và thằng Hoàng đã cắm sừng trên đầu tôi bao nhiêu lâu nay. Các người những kẻ cấp, những kẻ tham lam. Tôi không nói quan cho họ. Thuốc ngủ và chất lỏng gây mê là những thứ mà họ dùng để chiếm đoạt con tem triệu đô của tôi. Đây là thuốc ngủ, em bỏ cho mọi người uống đi. Tối nay chúng ta sẽ hành động. Tối nay chúng ta sẽ cho mọi người ngủ say, và con tem triệu đô đó sẽ thuộc về mình. Mọi người sẽ không sao chứ? Chỉ là thuốc ngủ thôi. Tôi nói vậy có đúng hay không? Hỡi người đầu óc tai gối, còn cậu, cậu rất là thông minh. Bởi vì khi tôi nói, nếu như cậu biết rõ bí mật gì cho những chuyện đó, thì tôi dám chắc rằng lòng tham của cậu cũng sẽ nổi lên. Và cậu đã đoán biết được tôi giấu con tem ở trong sợi dây chuyền đó. Và cậu đã sập bẫy của tôi. Rồi tất cả những người còn lại trở thành con rối trong tay cậu, để cậu độc chiếm con tem đó. Rốt cuộc thì cậu cũng là một kẻ tham lam như họ. Và sự thật thì tôi chẳng giấu con tem nào ở trong sự chuyện đó hết. Cậu bất ngờ lắm à. Và con tem đó hiện giờ đang ở đây. Ông giỏi lắm. Đi đâu? Không được là mày nha. Đưa con tem cho tôi. Nhanh lên. Ông còn giết bà đó. Không được là mày. Dạ anh đi. Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng có được nó rồi. Được rồi, hãy lôi tất cả bọn họ ra đây. Cậu sẽ không bao giờ chống nổi tôi đâu. Các người có nhớ đây là ai không? Nợ nần đã đáo hạn cả tháng nay, tôi đã dạch ra kế hoạch này là để dạch trần sự tham lam các người.
lòng tham của các người như thế này đúng không? Ơ kìa anh, sao lại xé nó? Chẳng lẽ con tem này là giả hả? Sao lại nói dối em? Con tem này thật hay giả không còn quan trọng nữa, nhưng lòng tin của bọn họ và cả tình yêu của em đối với tôi, tất cả đều giả dối.